Rồi, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một ít sản phẩm anh em cho anh em tham khảo ha. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái xích chân gà gừng nha anh em. Thì cái xích chân gà gừng này là bằng dây siêu bền nha anh em, dây siêu bền dây lớn nha. Đặc bính nè. Dây nó chắc lắm nha anh em, chắc lắm ha. Này chống sắn nghĩ nóc xong rồi so lớn này rồi nên làm mọi thứ nó đều chắc chắn lắm nha nè. Thì một cổng hiện tại xích chân á anh em, một cổng hiện tại đang bán giá là 50 nha nè, đang bán giá là 50 nha nè. Này nó nhờ một cỗ khô dây siêu bền nha nè. Rồi tiếp tục bên đây là cũng dây xích chân đó nghe nè, làm dây siêu bền ha. Cái này thì chống sấn mật đạn, phen phen liền nha anh em, chắc chắn lắm nha. Tùy theo anh em thích màu nào thôi nha nè, cái dây thì dây nào nó cũng chắc hết. Hai cộng này thì giá đồng nhau nha anh em, 50 ha. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái kèn gà mái nha nè. Thì cái kèn này là cái kèn hiện tại là cái kèn mũ tốt nhất nha nè, mũ tốt nhất ha. Cái kèn này tiếng hay lắm, thì cái kèn hiện tại đang bán giá là 190 nha nè. Thì kèn thì nó cũng có nhiều mẫu đó, nhưng mẫu này là mẫu mất chất nha nè, mẫu Thái ha. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái thằng xích chân cô gái vô 7 anh em, thằng cấp độ xe 7 ha. Ôi lộn, cấp độ xe 4 nha anh em. Này cấp độ xe 4 em xin lỗi anh em ha. Lộn thằng vô 7 cô gái. Này vô gà gừng. Này là bằng thép nha, chân là bằng thép nha. Em bộ về đây là 20 chân nha anh em, 20 chân ha. Này thép cứng lắm. Thế này thì anh em có thể cầm chỗ mà những anh em nào đất sỏi đất cát rồi đó anh em. Anh em đất đá, anh em cầm ok lắm. Dây siêu bền dây lớn nha anh em. Siêu bền ha. Này cấp độ xe 4 nè, phen là phen liền luôn nha anh em. Bộ gì là 20, bộ gì là 20 chân nha anh em. Dây siêu bền hết trơn ha. Cấp độ xe 4 nha anh em. Thì cấp độ xe 4 hiện tại đang bán giá là một bộ gì là 100 ngàn nha anh em. 100 ngàn ha. Rồi cái thằng này là thằng cái mẫu cao cấp hơn nha anh em. Cái lượt số 4 nữa ha. Thì mẫu này hiện tại em đang bán bộ 200 nha nè. Bộ 200 ha. Thì nó có nhiều dòng lắm nha nè, có nhiều dòng lắm ha. Thì cái thằng mẫu này em có hai dòng nha nè, dòng đón và dòng đá nha. Tùy theo anh em thích mẫu nào anh em alo em nha nè. Mẫu là phân liền ha. Cái lượt số 4 nha nè. Mấy cấp độ này chắc lắm. Hai dòng nghe anh em, dòng đón dòng đá ha, bộ 200 nghe nè. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái túi này thì nó quá quen thuộc với anh em rồi ha. Túi này ha, nó có chân cắm bằng inox luôn, thì cắm mà. Thì cái túi có cây cắm này hiện tại thì đang bán giá là 150 nghe nè. Ở ngoài thì nó là mình giải dù bóng á nè, giải dù bóng á. Trời mưa nó mưa nhỏ nó sẽ không có thấm vô trong được, mà ở trong thì nó là một cái lớp da vậy nghe nè, lớp da ha. Này có mấy lỗ nó không cho ngọt nè, ngọt. Thì một cái túi gì đây là 150 ngàn nha nè. Có quay đeo luôn nè, 150 ngàn nha. Còn cái này như thế nè. Cái này thì cái túi đựng bỏi nè, túi đựng bỏi ha. Có dây rút hai đầu nha nè. Có cái quay đeo luôn. Thì cái này hiện tại em đang bán giá là 25 ngàn một cái nha nè, tiện nha. Này có này tiện lắm. 25 ngàn nha nè, giá thành nó cũng rẻ. Cái này thì túi đựng bỏi nè anh. Thì cái này thì là bằng giấy cái dù nha nè, cái này khuôn thép ha. Thì cái bề ngang của nó là 20 nha, dài 30 nha nè, ngang 20 dài 30 ha. Trên giữa là cái lưới nhật nha nè. Thì mấy mẫu này đựng thoáng lắm nha nè, đựng thoáng nó ngọt. Anh em có thể đựng được 7 8 loại trong này nha. Anh em đựng cúc, chích, quất hay là bịp bịp. Anh em đựng trong này 7 8 loại bình thường nha nè.
Cái này nó thoáng lắm, khi mà đi phân thì nó sẽ rớt xuống luôn nha anh em. Không có đi phân anh em, đi nó đi phân nó rớt xuống luôn, hoặc là nó nước vậy nó cũng không có dơ mình đó nữa. Còn cái này thì cái túi túi đeo chéo. Túi chéo này là mình giải kaki dày nha nè. Thì cái mấy cái túi này thì bán nhiều, anh em nào về cũng biết cũng mọi mẫn này nha nè. Cái túi này hiện tại thì Nam bán giá là 150 ngàn ha, mẫu này dày đâu. Mấy cái đáy này anh em yên tâm xài không sợ lủng đâu. Bên em là làm may với dày nha nè. Nhiều ngăn lắm. Nhiều ngăn lắm nha nè. Trong này có ngăn. Anh em cần mẫu này thì alo em nha nè. Thì số thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó, nhắn tin số đó mình Zalo nghe nè. Thì em giao hàng toàn quốc. Bên em thì cũng nhiều mặt hàng lắm. Một ngày thì lên một hai clip giới thiệu mấy mặt hàng cho anh em tham khảo quá. Anh em cần mẫu nào thì alo em nha nè. Rồi chúc anh em thật nhiều may mắn nha nè. Máy bay hẹn gặp lại anh em sau nha nè.